chào mọi người. Jun đang cho Khảo ăn. Bạn với Jun tới khách sạn check in xong xuôi rồi. Hello, cô chào ông bà cô chú đi. Hello, hàm ăn quá rồi. Sau khi check in thì tụi Ben đi ra cái chỗ giống như là cà phê á, cái chỗ mà mọi người có thể ngồi chill, uống cà phê cũng có, trà cũng có, hay là uống rượu nếu mà mình muốn, hay là cocktail. Ben với Jun thì order 2 ly rượu đỏ. Cái này là dịch vụ này miễn phí của khách sạn này, mọi người uống bao nhiêu cũng được. Coi nè, Khảo ăn xong rồi. Thấy không? Bây giờ là tự hạ miệng chờ luôn. Chứ không phải là đưa đồ ăn vô tới miệng nữa. Nuốt xuống xong là đó, cân chưa? Cái này là baby food mua sẵn, tại vì tụi Ben đi du lịch á, thì tụi Ben mua loại đóng hộp sẵn. Còn ở nhà thì có cái đồ nấu, nhưng mà cũng là đồ nấu đông lạnh rồi mình hâm lại. Khảo ăn ngon quá ta ơi. Kìa, ba đúc kìa. Buồn ngủ rồi đó. Ăn xong cái này là tụi Ben với Jun đẩy đi đi chợ đêm là ngủ là vừa đẹp luôn. Đây là cái đoạn đi vô trong nè. Ở trong kia có mấy bàn mà hình như hết chỗ rồi. Ngoài này có thêm bàn. Còn đằng kia là buffet. Đây là đồ ăn, thức uống. Cái này là trái cây. Rồi cũng có những đồ ăn mặn. Tôm nè. Còn một con còn sống nhảy ra ngoài. Còn cái này là thịt gà. À, cái này là rau củ. Rồi bên này mới là thịt gà nè. Thịt gà mở ra cho mọi người coi nè. Đói, nhìn hấp dẫn chưa? Còn cái này chắc là cháo. Wow, luộc giấm đi. Nhìn ngon lắm luôn. Còn cái này là chicken soup. Rồi một số loại bánh ngọt cũng như là bánh mì. Đây này, bánh ngọt croissant. Rồi bánh này, bánh trà xanh. Cái này cũng là mouse cake. Hạt điều hay là những cái hạt khác. Có cheese với lại cookie. Ăn với bánh mì. Mình tự phục vụ giống như buffet vậy mọi người. Mình tự lấy dĩa, mình tự đi lấy đồ ăn. Tới chợ đêm rồi nè mọi người. Chợ đêm này là chợ đêm ngoài trời luôn. Giống như là một bãi đất trống nè. Một bãi đất trống không luôn á, chứ không giống như chợ đêm Xilin. Đây có quá nhiều đồ chơi với lại hàng ăn. Giống như bên mình mà đi lô tô rồi đó, đi hội chợ vậy á. Nhiều đồ chơi cho con nít rồi người lớn nữa. Đây là hàng ăn nè, giống như food court đó. Jun đi đâu rồi trời? Ồ, thấy rồi. Đang đi ngang mấy cái tiệm này thì nghe một mùi thối thiệt là thối. Mình cứ ối, đậu hũ thối. Thì Jun quay lại thấy có tiệm bán đậu hũ thối nè. Thôi vậy chắc là ngon. Nên là tụi Ben mua một phần. Stinky tofu. Mọi người cũng nghe được mùi thối qua cái màn hình không mọi người? Chứ ở ngoài là thực sự nó thối lắm luôn. So stinky. Really? Yeah, this is really stinky. Ben ăn, Ben về đây ăn cũng 3-4 lần rồi mà chưa có cái nào mà nó thối như cái này luôn á. Yeah, I ate couple times, never be this stinky. Okay, we just need one. Có hai cái rớt cái rồi mà không sao, hai đứa ăn một cái cũng được. Mmm.
ăn sớm. Mà nhỏ hơn nên là mà mọi người biết sao không, cái vị nó giống như là mình ăn chao mà chao người ta chiên lên luôn á. Cái mùi này giống y chang mùi chao luôn. Còn mấy cái đậu hũ thối kia thì nó hơi thối sơ sơ thôi, không có thối lắm. Cái này là nghe y chang mùi chao luôn á mọi người. Nói chung là ngon chứ không phải là gì. Mà cái mùi ý là ban diễn tả cho mọi người biết là nó giống y chang mùi chao vậy đó. Mà nó ngon nha mọi người. Yeah, chili so spicy. Chun thích cay nè, chili nè, spicy for chun nè. Cái mặt xin ăn nè, thấy ba ăn xin ăn nè. Ba ăn ngon lành luôn nè. Chun cũng thích đậu hũ thối lắm. Nè cái mặt xin ăn nè, vừa nhìn ba vừa kêu nè. Cho uống sữa thì không uống nè, cho uống nước cũng không uống nè, mà xin ăn. Đủ thối mà con ăn được cái gì mà con xin hai hồ. Nhắm mì hả? Hỏi chung cho mấy điểm. How many out of 10? Maybe 8. Ai là good rồi. Better than average. Almost done. Món tiếp theo của tụi Ben ăn là món nướng. Người ta đang nướng ở trong kia kìa. Ở ngoài này thì mình tự lấy thau, rồi mình tự lấy cái xiên nướng, mình bỏ vô rồi mình đưa cho người ta nướng. Trả tiền trước rồi tới lấy sau. Cái phần chiên này á mà chờ tới nửa tiếng đồng hồ mọi người, nhưng mà mình không cần chờ. Mình chọn món xong rồi mình để đó, cái người ta đưa cái số cho mình, rồi mình đi quanh mình kiếm món khác ăn, cái mình quay lại mình đưa cái số người ta, cái người ta đưa cho mình. Vậy cũng ok, không phải chờ. Đây một cái phao câu cho Jun. Mời. Thank you. Và một cái phao câu cho Ben. Ben cũng ăn phao câu luôn. Đi theo Chun ghiền phao câu giống Chun luôn. Chị ạ. You got two? Yeah. Thank you. Đồ hình ăn phao câu. Còn Kyle đang uống sữa. Chicken has my favorite. Kyle đang uống sữa thì Kyle không có kêu á á nữa rồi. Không có đòi ăn, không có xin ăn nữa rồi. Món yêu thích của Chun đây. Chun favorite. Nhà mình lấy 2 cái. Lấy 1 cái là Chun ăn không đủ. Bên lấy 2 cái bên ăn một nửa rồi bên cho Chun một nửa còn lại. Ăn thêm cái nữa. Ok, give you. Rồi tới khâu tiếp theo. Cái này là gân gà với lại mề gà. You got the skin one. Yeah. Cái này là nướng nha mọi người, hồi nãy bên nói lộn, sorry, bên nói chiên, nướng nên nó mới hơi lâu á. Cái hồi nãy bên quay á mà người ta nướng ở đằng sau á. Mề lúc nào nó cũng giòn giòn sực sực ngon. Khán đời á. To kìa. Uống sữa xong hết uống rồi chưa bắt đầu xin ăn rồi. Bắt đầu xin ăn rồi mọi người. Con đâu có ăn được đâu. Nướng á thì nó không được giòn như là chiên, nhưng mà cái vị nó vẫn thấm rất là ngon mọi người. Với lại chiên thêm dầu mỡ nữa. Nướng thì dầu mỡ nó chảy ra bớt là đỡ. Ủa, tao như don't like skin. No, I just want to share with em. Ben ăn một cắn một cái đưa cho Chun đưa về còn lại 2 cái. 2 cái xiên cuối cùng, một cái là tim gà với một cái là như ba chỉ cuốn. Green onion inside. Cuốn hành lá. Ok, Ben đi trước cho. Mời mọi người nha. Họ ăn quá. Gỡ cái hành lá nó thơm nướng. Hành lá nó thơm. Green onion smells so good. Tại vì nướng mọi người giống như là gọi là như mình khử hành vậy đó, thơm. Ta xoài.
Này tim gà 1, 2, 3, 4, 5. Phải, này cho chú ăn trước đây. Chú, ăn một lần hai cái. I think you counted wrong, only 4. Rồi. Còn nói là tưởng là hai cái nữa. Rồi, cho chú ăn cái to đi. Còn hả? Bạn muốn ăn cái dưới này. Nhìn nó nhỏ, nó khô hơn. Ok. Yummy. Ngon quá. Hồi nãy đi vô cái chỗ mà giống như cái lock, cái lounge chứ, của khách sạn á, là có đồ ăn miễn phí nữa. Ben quay cho mọi người thấy hay sao? Có tôm với có gà với lại có vịt đồ nữa mà Ben không ăn. Chung với Ben, Chung á với Ben nói là để dành bụng đi lên chợ đêm ăn, mà bây giờ ăn đúng như công nhận ngon thiệt. Mày thôi ăn cái chỗ đó là hết bụng lên đây ăn rồi. Còn món gì nữa không ta? Anything else hả Nip? Ở đây ăn hết rồi. Ôi, quán này bán gì mà đông chưa này mọi người? Gà chiên. Gà chiên mà đông chưa? Trời nhiều chưa nè. Wow, những cái like. Cái nhà, cái hàng ăn này là chú nó phải chờ 2 tiếng đồng hồ này mọi người. Coi nè. Có cái bánh rán người ta cắt hai ra. Xong rồi có cái thịt người ta bầm sẵn đó, bầm rồi bỏ vô giống như hamburger vậy đó. Rồi cái két ít sa tế lên, rồi bỏ một cái miếng gì đó, rồi cắt cái trứng làm hai, bên này miếng bên kia miếng, rồi là ra một cái bánh. Mà mọi người coi cái hàng chùn đang đứng ở đây, tụi Ben thì không chờ nổi rồi tại vì quá dài. Coi cái hàng chờ này mọi người, tút ra đằng kia luôn á. Chuyên chưa 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, đi chợ đêm mà phải chờ 2 tiếng đồng hồ mới ăn được một món ăn thì có gì nữa. Kyle đi chợ đêm nè. Trời quá trời người luôn. Quá trời vui luôn á Kyle hả? Món gì đây Chuyên? Fried potato bowl. Sweet potato. Khoai lang chiên thôi. Ngon không? Good. Cắn một phát nó lụng bên trong vậy nè mọi người. Nó phình lên thôi á. Hả? Ở đây có món ốc này mọi người. Ốc giống Việt Nam mình chưa mà không biết ăn cái vị giống Việt Nam mình không. Very spicy, little spicy, no middle spicy. Middle spicy. Ba mẹ ăn mà giờ tới giờ khao ăn. Ừ, uống sữa đi nha. Night market. Ừ. Night cha. Uống sữa đi rồi ba mẹ cũng ăn luôn. Và thử có cái gì đây? Chicken. Chicken wing. Canh gà chiên. Wow. Cắn một miếng ít có nhỏ lắm mày. Cái muối người ta rắc lên trên cái gà ngon lắm nha mọi người. Chấm mì. Lạnh nè. Chúng ông cắn, ông ăn cái xương luôn má ơi. You ate the bone? Yeah, bone. Cái cổ này ông chua nồng cắn ngang ông ăn xương luôn. Ăn xung quanh thôi chứ. Chứ ít ở quá rồi á. Mà đúng ăn xương như chung nhanh hơn. Nhanh gọn lẹ. Cái này là oyster bun này mọi người. Giống như kiểu bánh bao mà ở trong mà nhân hàu á. Oyster and egg. And some clear noodle. Một ít miếng hàu với lại rau cải. And egg I think. Với lại chứ nó có trứng nữa. Quay. Có trứng này, có trứng. Okay. Eat. Good. Different. Pretty good. Này, tới bàn ăn. Mắm cửa. Bánh bao hầu chiên. Bánh bao chiên nhân hầu. Ăn con hầu vị nó béo béo. Cũng là lạ ha.
với lại có miếng với lại như là bắp bắp cải. Ê mọi người, đang với Chun đi trong chợ đêm mua được thấy hai con hổ dễ thương chưa, hổ ba với hổ con giống như Chun với Kai hồ. Nhưng mà ở trong cái hộp này á, là mình mở ra tùy hên xui nha, mình có thể là lấy cái bộ này hoặc là bộ này. Trong này người ta không biết là cái bộ gì á. This one they already know, right? No, random. No, random. Một trong số những cái bộ này mà cái nào cũng dễ thương hết. Này, cái này, mấy cái này cũng dễ thương này. Con này dễ thương nè. Với lại mua hai con hổ nè. Có cái mặt nè. The face, so cute. Hey, so cute. Con này cũng dễ thương, hai con này cũng dễ thương. Con mẹ với con. Với lại con hổ này nữa nè. Đó, dễ thương chưa? Ê, bên mua hai cái này với cái này. Ê, cái con này dễ thương như này mọi người. 2.000 tiền đài nha. 2.000. 2.000 tiền đài là 70 đồng. Cầm cũng không dám nó, cũng không dám bất cẩn nữa, tại vì bất cẩn nó rớt. Hai giống hai cái con này nè, so cute. Mà hai cái con đó nó to. Hai cái con này thì nó nhỏ, nó ít chiếm chỗ hơn. Nhưng mà hai cái con to đó cũng đẹp vậy. Dễ thương á. Bình an. The same. No. Bình an. Not the same. Yeah, bình an. How about this? 10 billion. I don't know what that means. 10 billion. Yeah. Oh, 10 billion. 1 billion. Wow. Give you money, right? Meow. Yeah. Giống như con mèo Lucky á. Yeah, Lucky, Lucky Cat. Mọi người, Chun đang thử sức với lại mấy cái trái bóng nữa kìa. Để coi. Wait, which one? Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. I see. If you miss, I'm gonna delete this video. 有飞保险。 Good job. Not so good. We miss couple. Who? 金牌女杀手. Oh. Oh. Oh, man. What's wrong with the middle? Where is my bullet? Your bullet. 加油. Oh, the red one is hard because it's the same color. Go down, go down. Can I kill you? Yeah, sure, of course. Mela finished. Ew. Already. I missed so many. 这样还有, lost. Look. Coi nè mọi người, đây nè ba cái ô tụi Ben nè. Đây nè, che cái này lại đó, ba cái ô tụi Ben đó. Trời ơi, thua thê thảm luôn. Ben Chun miss 5 cái, Ben miss 6 cái. Rồi cái cuối cùng còn tệ hơn nữa, quá trời trời luôn. Cái này nó xa lắm nè. Nó xa ơi là xa luôn á. Còn cái bên kia đường á thì nó gần hơn. Cái này gần lắm, hồi trước Chun chơi một lần rồi bắn tạch là xong rồi. Người ơi, hai đứa thua. Rồi suy nghĩ một hồi là nó mới ra cái lý do đó là, một là vì người, cái viên đạn nó viên to viên nhỏ. Còn hai á là cái hơi đó nó đẩy lên á, lúc thì mạnh lúc thì yếu. Nên là bắn có cái trúng có cái không, tại vì mình nhắm cùng một cái kiểu nhắm của mình đúng vô cái trái bong bóng đó, mà nó bắn 3 phát mà nó không trúng, hoặc là nó trúng mà nó lịch ra một chút xíu, hoặc là nó yếu ra hơn, nó không có kịp như nó không có đủ lực để mà chạy tới đó làm bể cái bong bóng á. Nên là một á là do cái đạn nó hột to hột nhỏ nó chạy bay không có điều, hai là do cái khí nó bơm lên nó vô cái súng nó cũng không có điều, nên thành ra là không phải là do Ben với Chun chơi dở đâu. Chun đòi thử lại nữa mà thôi. It's too close. Cái này gần quá. Too close. Yeah, too close. She said no, too close. Yeah. It win
no victory, okay? Gần quá mà thắng cũng đâu có vinh quang lắm đâu. So I have to leave this market defeated. Yeah! Go home and sleep. Lose 200. Này, unbox cái con này. Mua đó mọi người. Mua có nha. Hy vọng cái con gì dễ thương chút xíu nha. Ta-da! Is that the one we just bought? Mm. Sunday. Saturday. Okay. Yeah. Con to với con nhỏ. Cái hình nó như thế này. Yeah, we can. Okay. Continue. Thêm một con nữa. Thứ mấy đây? Tuesday, so cute. Right? Okay, Tuesday and Saturday. Oh, this one. Mấy cái này là giống vậy nè. Okay. Box đồ chơi mà thấy hào hứng quá mọi người ơi. Okay. Booker. Oh! It's the one outside. Uh-huh. This one so cute. Đây, con này. Cưng ha mọi người ha. Huh? Yay!